Sản phẩm Super Collagen C cộng của NeoCell, mẫu mới và mẫu cũ thì nên sử dụng loại nào? Loại nào hiệu quả và mua ở đâu? Thì tất cả những cái băn khoăn của chị em sẽ được em chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay. Trên tay em đang cầm là một cái sản phẩm là Super Collagen C cộng của NeoCell. Sản phẩm này thì đình đám một thời và rất là nhiều chị em đã sử dụng và đang sử dụng thì thấy rất là hiệu quả. Nhưng vừa rồi thì nhiều người liên hệ bên em hỏi mua cái sản phẩm này, thì em cũng thông báo luôn ở trong cái video này để các chị biết là sản phẩm này hiện tại là không còn hàng. Vì sao lại thế ạ? Vì là hãng đã thay đổi bằng một cái sản phẩm mới, mẫu mã mới nhưng mà chất lượng không thay đổi so với sản phẩm cũ. Đó là sản phẩm NeoCell Super Collagen C cộng. Sản phẩm này 250 viên, có đầy đủ những cái đặc tính như cái sản phẩm trước mà chị em dùng, nó được kế thừa và phát triển nên là chị em yên tâm về chất lượng. Tiện đây thì em cũng xin được giới thiệu cho những chị nào mà chưa xem, chưa biết về cái sản phẩm là Super Collagen C cộng này. Đây nó là một cái sản phẩm của hãng NeoCell. Mỗi một viên Super Collagen này thì nó có 6.000mg collagen. Và đây là cái sản phẩm mà vợ em đang dùng dở. Thì em xin đổ ra cho các chị xem chi tiết về cái sản phẩm bên trong. Về cái sản phẩm Super Collagen ngày trước nó như thế này đấy ạ. Một hộp của nó là 250 viên và mỗi viên này thì có chữ C cộng, có một cái chấm nhỏ ở trên viên collagen. Và sản phẩm này thì nó rất là tốt và được rất là nhiều chị em sử dụng. Bây giờ thì mẫu mới ra cái sản phẩm này, thì mẫu mới này có những cái điểm gì khác biệt? Đầu tiên là chị em có thể phân biệt về cái màu sắc, thì cái màu mới này nó đẹp hơn, nhìn nó rất là tinh tế. Cái trọng lượng của nó cũng là 250 viên và cái hàm lượng của nó thì cũng là 6.000mg. Và đây là mã vạch của sản phẩm. Hàng này là hàng của Mỹ. Mọi thông tin trên sản phẩm đều bằng tiếng Anh hết các chị nhá. Đây ạ. Sản phẩm nhìn rất là đẹp. Thì ở dưới đáy này có lô và hạn sử dụng. Trên tay em đang cầm đây là hai lọ NeoCell Super Collagen C cộng có trọng lượng là 250 viên và lọ Super C cộng 120 viên. Để xem kỹ video thì các chị hãy bật YouTube ở chế độ HD nhá để được xem video ở chế độ nét nhất. Hai cái sản phẩm này thì về chất lượng không khác gì nhau, nhưng mà nó chỉ khác nhau ở cái trọng lượng. Thì như một cái lọ nhỏ này có thể tích bé hơn nên nó phù hợp với những cái chị mà chưa sử dụng NeoCell hay là đang sử dụng những dòng collagen khác, muốn chuyển sang NeoCell mà chưa tin tưởng về chất lượng thì có thể sử dụng cái lọ nhỏ này để cảm nhận. Và hãng làm ra cái lọ này để cho các chị lần đầu tiên sử dụng NeoCell để trải nghiệm. Thì bên em hiện tại là có cả hai dòng, dòng 250 viên và dòng 120 viên. Nên là các chị có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp theo số hotline để được tư vấn một trong hai cái dòng sản phẩm này. Và tiện đây thì em cũng xin được bóc cái sản phẩm này cho chị em nhìn chi tiết về cái sản phẩm Super Collagen C cộng của NeoCell mẫu mới nó có những cái đặc điểm gì. Đây ạ, đây là một lọ mà em đã bóc ra review cho mọi người xem. Đây, mọi người cùng nhìn cái sản phẩm bên trong của nó. Về cái hình dáng thì nó cũng không khác gì so với mẫu cũ. Về cái chất lượng của sản phẩm, một viên này cũng có 6.000mg collagen và vitamin C. Có rất là nhiều chị hỏi tại sao một cái sản phẩm Super Collagen nó đang tốt như vậy, mẫu mã nó đẹp như này mà hãng lại phải thay ra cái dòng sản phẩm mới để làm cái gì. Thì em xin chia sẻ về các cái sản phẩm của Mỹ. Đây ví dụ là cái hãng NeoCell thì các dòng sản phẩm của họ rất là tốt và khi đấy họ bán ở thị trường được rất là nhiều người ưa chuộng. Nhưng mà có một cái hiện tượng là bị làm giả, làm nhái quá nhiều. Vì vậy thì thông thường sau một thời gian 2 đến 3 năm thì là họ phải thay đổi lại cái mẫu mã để cho những cái đơn vị làm nhái họ không thể theo kịp về cái mẫu mã của sản phẩm cũng như là chất lượng của sản phẩm. Cái thứ hai nữa, bây giờ cuộc sống hiện đại thì người tiêu dùng họ thường hướng tới cái đẹp, cái sang trọng. Vì vậy là các hãng họ phải thiết kế ra những cái sản phẩm đẹp mắt, phù hợp với người tiêu dùng. Ngoài chất lượng tốt thì nó phải đẹp và nhìn nó phải sang trọng. Như iPhone các chị biết đấy ạ, mẫu mã mỗi ngày một khác, một đẹp để cho nó phù hợp với người tiêu dùng, thị hiếu của người tiêu dùng. Thì các cái hãng thực phẩm chức năng và các cái hãng mà dinh dưỡng trên toàn thế giới họ cũng vậy. Họ cũng phải thay đổi lại mẫu mã phù hợp với cái tiêu chí hiện đại, tiêu chí mà chị em đang quan tâm tới. Vậy thì cái collagen này nó có tác dụng gì đối với là các chị em phụ nữ
xin được chia sẻ. Trong một viên super collagen này nó chứa 6.000mg collagen peptide, nó đã được thủy phân nên là nó rất là dễ dàng hấp thu vào cơ thể. Và collagen này ở cái dạng là type 1 và type 3 nên có những cái công dụng cụ thể cho chị em như sau. Thì nó giúp cho là da của chị em được đẹp hơn, nó ngăn lại cái quá trình lão hóa, đồng thời là nó xóa mờ đi những cái vết nhăn. Theo thời gian ấy, thì trên da thì xuất hiện nhiều nếp nhăn ở trán, ở khóe mắt, nên là bổ sung cái collagen này nó sẽ giúp là ngăn ngừa đi nếp nhăn. Cái thứ hai nữa là nó giúp ngăn chặn cái tình trạng mà tóc gãy rụng và giúp là cái tóc suôn mượt hơn. Và cái móng chân, móng tay của chị em ấy thì nó sẽ trở nên là hồng hào, chắc khỏe hơn. Cái thứ ba còn giúp cho là ngăn ngừa được những cái bệnh về xương khớp, về giúp là cho cái sụn nó hoạt động tốt hơn, phòng chống những cái bệnh về cứng xương hay là thoát vị đĩa đệm. Và cái sản phẩm Super Collagen này thì nó còn giúp là tăng cái thị lực cho mắt, giúp cho chị em có đôi mắt là đẹp hơn và sáng hơn. Vậy thì cái collagen này nó phù hợp với ai? Thì các chị em đã biết, thì theo thời gian ấy, chị em ngoài 25 tuổi thì đang có những cái dấu hiệu lão hóa. Khi mà chúng ta bổ sung dưỡng chất không đầy đủ từ những bữa ăn hàng ngày, hay là chúng ta không chăm sóc cơ thể bằng các loại thực phẩm chức năng, khiến cho là da của chúng ta nó bị khô đi, cơ thể chúng ta bị thiếu hụt đi dưỡng chất. Vì vậy thì chị em nên quan tâm đến cái dòng thực phẩm bổ sung collagen nguyên chất này. Cái sản phẩm Super Collagen này nó thuộc hãng Neocell, nó là top 1 trong những cái công ty sản xuất collagen trên toàn thế giới. Thì để tìm hiểu những sản phẩm này thì chị em có thể truy cập trực tiếp vào là trang neocell.com. Thì ở đấy thì có tất cả những cái sản phẩm mà hãng đang bán ở thị trường của Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Hãng Neocell này có mặt rất là lâu rồi, nó vào thị trường Việt Nam rất là lâu rồi và được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Và hiện nay ấy, nhu cầu làm đẹp, chăm sóc sức khỏe thì ngày càng gia tăng, nên là hầu như các chị em là đều quan tâm đến những sản phẩm bổ sung collagen. Và khi nói đến collagen thì mọi người không thể không nhắc đến cái dòng Neocell này. Và cái sản phẩm này thì bên Hoa Beauty bán rất là nhiều, có những chị trở thành fan của hãng Neocell, dùng rất là nhiều. Có những chị dùng mỗi lần đặt từ 2 cho đến 3 hộp về sử dụng một lộ trình. Và có những người sử dụng thấy tốt lại giới thiệu cho bạn bè, người thân sử dụng. Nên là các chị yên tâm khi mà sử dụng cái dòng Super Collagen này. Đây là hàng ngoại, không phải là hàng của Việt Nam sản xuất, đây là hàng của Mỹ. Nên nó có rất là nhiều cái ưu điểm, có giấy tờ đầy đủ và được lưu hành trên toàn thế giới. Vậy thì mọi người nên mua cái Super Collagen cũ hay là mua cái Super Collagen mới? Thì đây cũng là một số cái băn khoăn của chị em. Nhiều người gọi đến hỏi là muốn mua cái dòng cũ này, thì em chia sẻ là dòng cũ hiện nay không ra, nên là chị em bây giờ chỉ có thể là mua được cái dòng là Super Collagen C cộng mẫu mới này thôi ạ. Và đây là cái sản phẩm chuẩn của Neocell, nên là chị em tìm hiểu kỹ, tránh là mua phải hàng giả, hàng nhái ở trên mạng, hàng kém chất lượng. Có những chị đang băn khoăn là bổ sung cái collagen này sao cho hiệu quả, vì là đọc ở trên mạng hay là mua ở một số nơi là họ không tư vấn cụ thể, nên là uống nó không được tác dụng tốt hay là không đủ. Thì em cũng chia sẻ cho các chị biết, thì với những cái chị nào mà từ 18 cho đến 25 tuổi thì các chị nên bổ sung một ngày 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, uống sau bữa ăn cho em. Còn những cái chị nào mà ngoài 25 tuổi thì lúc này cơ thể đang thiếu hụt cái collagen thì các chị nên bổ sung cho em một ngày là 6 viên, sáng 3 viên và tối 3 viên, uống sau bữa ăn. Các chị cứ bổ sung đều hàng ngày, vì cái sản phẩm collagen này nó không chứa những cái chất béo, chất đường, nên là nó không gây béo, nên là các chị yên tâm khi bổ sung nó sẽ giúp cho là da nó mịn màng, tóc nó được khỏe và móng tay móng chân nó được hồng hào hơn. Nên các chị cứ bổ sung mà không phải lo ngại các vấn đề về tăng cân hay là các vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Cũng có rất là nhiều chị khi xem cái video này, hoặc là xem những cái video mà trên mạng, hay là đọc những cái bài viết ở trên mạng, thì thấy cái sản phẩm collagen Neocell này bán ở rất nhiều nơi, ở những trang thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada, hay là những cái trang mà YouTube thì một số người bán, và ở trên Google thì rất là nhiều đơn vị bán. Nhưng mà có một cái đặc biệt là mỗi nơi một giá, không nơi nào giống nơi nào. Có những nơi bán sản phẩm này chỉ có 200.000, có những nơi lại bán đến 500-600, có những nơi thì bán đến 400. Thì em chia sẻ này, cái sản phẩm Super Collagen này như em đang cầm đây là hàng chuẩn, là cái dòng sản phẩm này là hàng của bên Mỹ, trực tiếp nội địa của Mỹ người ta sử dụng, nên là chất lượng của nó rất là tốt. Nếu mà ở Việt Nam mày bán những cái sản phẩm này giá rẻ bất ngờ thì các chị nên cẩn thận. Các chị có thể tham khảo giá của sản phẩm này khi vào trang neocell.com. Ở trong này là một cái trang web chính hãng,
nên là có đầy đủ những cái thông tin về sản phẩm, về các dòng sản phẩm mới nhất của NeoCell cũng như là giá thành tham khảo. Thì ở đây ví dụ một cái dòng em đang chia sẻ là dòng NeoCell Super Collagen C cộng. Đây là cái thông tin về sản phẩm. Thì đây là hộp 120 viên. Những cái thông tin về sản phẩm và giá tham khảo là 15,95 đô, tương đương với 16 đô. Thì quy ra tỷ giá tiền Việt Nam 1 đô tương đương với 23.000. Thì một hộp như này dao động là trên 300.000 đến 400.000 một hộp 120 viên. Còn hộp 250 viên thì sao ạ? 250 viên thì giá dự kiến là 24,95 đô, là tương đương với 25 đô, nhân với tỷ giá là 23. Thì mọi người biết rằng là cái lọ này giá nó về Việt Nam khoảng 500 đến trên 500.000 một hộp collagen Super Collagen C cộng 250 viên này. Nếu mà thị trường Việt Nam hiện nay là có những cái nơi bán chỉ 200.000 cho đến 300.000 một hộp 250 viên này thì mọi người hãy cẩn thận, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Vì là hãng người ta đề xuất cái mức giá như này là giá bán lẻ, không có cái hiện tượng là sell off giá 50% hay 70% như những cái đơn vị Việt Nam đang quảng cáo. Hoa Beauty là một trong những cái đơn vị mà phân phối những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, không chỉ là cái dòng collagen của NeoCell này đâu ạ, còn rất là nhiều những cái dòng collagen cao cấp như của Jutery, Shiseido hay Adiva của Đức thì rất là nhiều dòng. Nhưng mà sản phẩm hôm nay em chia sẻ với các chị, đây là một cái dòng phổ biến và được rất là nhiều chị quan tâm. Nếu mà các chị cần tìm hiểu kỹ về cái sản phẩm này, cách sử dụng hay là muốn mua cái sản phẩm này bổ sung cho mình hàng ngày thì có thể liên hệ trực tiếp theo cái số điện thoại em để ở đây là 0985229900, hay là các chị có thể là truy cập trực tiếp vào cái website là hoabeauty.vn để được cập nhật những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, những sản phẩm là viên uống trắng da hay là mỹ phẩm chính hãng mà giá cả là hợp lý nhất. Với phương châm là mang đến cho khách hàng sự tin tưởng, sự hài lòng, nên em mong rằng là những cái video của em làm sẽ giúp ích được các chị trong cái việc là lựa chọn những sản phẩm cho mình. Nếu mà các chị thấy cái video của em hay thì nhớ ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.